khuyên mấy bà nha. Tôi khuyên mấy bà một câu chân thành. Ai mà nuôi cháu đó, ai mà khoái nuôi cháu đó, nhìn cho vui thôi, đừng nuôi. Nuôi lặn vậy đó, vậy nè, đó, thấy không? Này mình giữ chó hay chó giữ mình nha mọi người. Quá mệt mỏi, đó, chân thì gác, mỏ thì le lưỡi. Hình ảnh chú Grab đánh rơi món đồ trong khi đứng đợi khách khiến chủ nhà giật mình vội vàng vào check cam. Mới đây một đoạn video ngắn ngủi thế nhưng khiến người xem toát mồ hôi bởi sự cẩu thả của chú Grab khi đợi khách, chẳng biết được là khách ở đâu chỗ nào. Tuy nhiên sau khi khởi động tay chân, chú đã nhỡ tay đánh rơi luôn chiếc còng số 8. Chủ nhà không tin tưởng vào những gì mình đã nhìn thấy nên chạy vào check cam thì đúng là tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Сьогодні місяць початку війни, і ми продовжуємо евакуацію з Маріуполя.